Lươn có vòng đời vô cùng phức tạp, bao gồm 4 giai đoạn phát triển. Con lươn mà bạn biết trông như thế nào? Dài, đen và hư nhầy phải không? Không sai, nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện. Trên thực tế, lươn có vòng đời vô cùng phức tạp, bao gồm 4 giai đoạn phát triển. Đặc biệt, nó trải qua phần lớn cuộc đời ở dạng chưa trưởng thành. Và con lươn mà chúng ta biết đang ở trong giai đoạn phát triển cuối cùng nghĩa là nó sắp chết. Hành trình của lươn bắt đầu ở Sagaso, biển duy nhất trên trái đất không có bờ biển. Nó nằm ở phía bắc Đại Tây Dương, bị bao phủ bởi những dòng hải lưu. Tại đây, chúng ta sẽ cùng làm quen với ấu trùng Leptocephalus, biến thể đầu tiên trong vòng đời của con lươn. Ấu trùng Leptocephalus trông khá kỳ dị. Chúng có cái đầu nhỏ xíu, cơ thể dẹt, mỏng và trong suốt gần như tàng hình trong nước. Vừa mới nở, ấu trùng Leptocephalus đã lập tức bắt đầu cuộc hành trình dài về phía đông. Dòng hải lưu Gulf Stream sẽ mang chúng qua Đại Tây Dương hướng về châu Âu. Quá trình di cư này có thể kéo dài tới 3 năm. Khi đến châu Âu, cơ thể của ấu trùng Leptocephalus sẽ thay đổi, trở thành lươn thủy tinh, biến thể thứ hai trong vòng đời của lươn. Lươn thủy tinh khá nhỏ không dài hơn ngón tay của bạn bao nhiêu và chúng vẫn gần như hoàn toàn trong suốt. Những con lươn nhỏ bé sau đó sẽ chuyển từ vùng nước mặn sang vùng nước ngọt, luồn lách vào các con sông, con suối trên khắp châu Âu. Tại những con sông, con suối này, lươn thủy tinh lại tiếp tục biến đổi. Chúng lớn dần, vây xuất hiện dọc theo lưng và bụng, sắc tố da bắt đầu phát triển. Cuối cùng, lươn thủy tinh trở thành lươn vàng, biến thể thứ ba trong vòng đời của lươn, lươn vàng sẽ bơi hàng dặm để tìm kiếm một nơi gọi là nhà, thường là hồ hoặc ao. Một khi đã chọn được chỗ ưng ý, chúng sẽ rút xuống dưới đáy, vui mình vào lớp bùn. Và bạn biết không, lươn vàng có thể ở nhà trong nhiều thập kỷ cho đến khi chúng cảm thấy đã đến lúc mình cần sinh sản. Lúc này, hành trình trở lại Sagaso, nơi chôn nhau cắt rốn của lươn, chính thức được khởi động trên đường đi chúng trải qua lần biến đổi thứ tư cũng là lần cuối cùng trong đời lươn vàng sẽ phát triển thành lươn bạc thuần thục sinh dục có một điểm vô cùng thú vị là lươn bạc không bao giờ kiếm ăn dạ dày của chúng được tạo ra chỉ đơn giản là để tan biến dần dần tất cả năng lượng mà một con lươn bạc cần đến từ nguồn chất béo dự trữ trong cơ thể của nó cuối cùng khi đã quay trở lại mái nhà xưa biển sagaso lươn bạc thuần thục sinh dục sẽ đẻ trứng, thụ tinh cho trứng và chết ở đó.